Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Ginut. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tên tắt chatbot các bạn. Rồi các bạn click sang các bạn 9/12 còn 12 nè. Rồi video đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn mới đáp lên nè. Join tiếp kênh seller nè. Bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục follow tờ Twitter và Discord. Trên tờ Twitter nữa, bạn theo dõi các bạn. Rồi xuống đây nè, các bạn like nè, các bạn tờ Twitter thôi các bạn. Rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục follow like Facebook nè. Trên Facebook nữa thì bạn bấm thích nha các bạn. Xuống đây mình chờ chút xíu đi các bạn. Xuống đây thì mình like bài viết nó luôn nè. Các bạn chia sẻ công khai nữa các bạn. Dự án này thấy khá là tiềm năng đó các bạn. Rồi tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi bạn bật up lên nè. Rồi đó. Tiếp tục follow vào tweet nè. Rồi các bạn like nè. Rồi các bạn tweet lên nè các bạn. Sau đó bạn bắt đập lên nè. Các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Rồi bạn bấm submit đi tên nè. Rồi để mình thấy là các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email bạn vào nè. Rồi tiếp tục mình điền username tại Twitter tất cả các bạn nha bạn. Tiếp tục các bạn submit đường link profile Facebook nè. Thì các bạn nhấp vào Facebook nè các bạn. Facebook nó chậm quá. Trên Facebook thì các bạn nhấp vào mũi tên nè. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào ba cặp như cùng. Các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Gọi là chatbot. Rồi họ có join kênh group và subscribe YouTube bấm Z nè các bạn. Rồi các bạn subscribe đường link profile YouTube mình nha các bạn. Rồi trên kênh YouTube thì các bạn mở YouTube mình ra nhấp vào avatar nè các bạn, nhấp vào kênh của bạn nè, các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè, rồi các bạn sao chép liên kết nữa các bạn, gọi là support nè. Rồi sau đó thì submit link, suma link Twitter add video. Rồi thì các bạn trở về đi các bạn. Các bạn nhấp vào kênh YouTube nữa nè các bạn. Đâu ta. Rồi xuống đây các bạn nhấp vào qua video nữa nè bạn. Rồi các bạn nhấp vào cái bài của nó nè các bạn. Bạn like nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ công khai nha các bạn. Các bạn tweet lên nè. Rồi bấm đăng test nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Bấm Twitter tất cả các bạn ra nè các bạn. Xong rồi giấy tờ. Rồi bạn nhấp vào avatar mình, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài comment data quiz nè, sao chép liên kết gọi là chatbot nè. Rồi bạn bấm Z nè các bạn. Rồi bạn bấm Z nè. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ bên bi sở matchen bet20 trên youtube plat của các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh này group support nè. Các bạn dùng địa chỉ ETH trên giấy chocolate của tất cả các bạn nha bạn. Rồi các bạn bấm skip and I drop nè. Bấm mi balance để check số cần mình được nè. Ok mình đã nhận được 3 đô tôi cần có cái hiệu Rinux nè bạn. Các bạn gì lên ghép mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm tôi cần nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.